Đồ gỗ Phạm Kính xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Đầu ngày mới thì xin gửi lời kính chúc đến tất cả các anh chị em nhà mình có một ngày mới tràn ngập năng lượng và gặp thật nhiều là may mắn. Và trong video ngày hôm nay thì bên em mới hoàn thiện xong một tác phẩm Đạt Ma Sư Tổ được chế tác trên nền chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Với cái sản phẩm này của em thì là đục liền khối 100% trên một cái phôi gỗ chắc rất là giá trị. Và sản phẩm này thì có chiều cao là 76, chiều ngang là 36 và chiều sâu của tác phẩm là 32 anh chị em mình nhá. Một cái phôi gỗ rất là dày và hơn nữa là những cái đường vân rất là độc đáo. Nhưng anh chị em nào nhà mình mà đang muốn tìm kiếm một tác phẩm Đạt Ma Sư Tổ thì các bác nhà mình có thể là tham khảo cái sản phẩm này. Với những cái sản phẩm tượng gỗ Đạt Ma, khi mà các anh chị em nhà mình trưng trong cái không gian nhà mình thì có một cái ý nghĩa, đó là trấn trạch trừ tà, xua đuổi mọi tà khí xấu và mang lại đến những cái liềm may mắn cho gia chủ mình. Và hôm nay thì bên em là chế tác trên một cái phôi gỗ chắc với một cái dáng thế rất là tuyệt vời. Và các anh chị em nhà mình thấy thì những cái tác phẩm Đạt Ma trên thị trường và được những người nghệ nhân chế tác ra với rất là nhiều hình dáng khác nhau, như là Đạt Ma bay này, Đạt Ma thế võ, Đạt Ma giáo hóa hay là Đạt Ma khất thực, rất là nhiều sản phẩm. Nhưng mà với mỗi một cái mẫu Đạt Ma thì người thợ sẽ đục theo cái phôi gỗ này, dáng thế này. Thì với cái phôi gỗ này đây thì các anh chị em thì mình thấy là một cái phôi gỗ mà bên em chế tác, là các anh chị em thì mình thấy là cái dáng thế của ngài Đạt Ma cũng đục chế tác theo cái hình dáng của phôi gỗ anh chị em thì mình nhá. Rất là đẹp luôn, đục rất là thoát dáng. Và các anh chị em thì mình thấy là với từ cái diện mặt của ngài đây, từ cái diện mặt của ngài thì các chị em nhà mình thấy là đục tỉa nhá. Đục tỉa rất là kỹ càng từ những cái đường râu ạ, từ những cái đường râu này, ánh mắt này, đấy ạ, được từ những cái đường nét rất là đẹp luôn các bác nhà mình nhá. Đục quá là thần thái luôn. Và đường râu thì các anh chị em nhà mình thấy là bộ râu của ngài rất là rậm. Vì ngài Đạt Ma thì mang trong mình với hình dáng đó là bộ râu rậm này, ánh mắt dữ và khoác trên mình một cái tà áo dài, một cái tà áo choàng dài các bác nhà mình nhá. Và tay thì luôn luôn cầm một cái cây gậy để đeo những cái tải kinh thư hay là một chiếc lón đấy ạ. Và cái sản phẩm này thì các anh chị em mình thấy là được thợ đục tứ diện. Và với những cái phần ở rìa đây thì thợ bên em là để nguyên cái phôi gỗ tự nhiên đấy ạ. Và thợ chỉ có phay cho nó nét và nhìn theo kiểu như cái tà áo tự nhiên đấy chị em nhà mình nhá. Và đây là mặt sau. Mặt sau của một cái phôi gỗ chắc thì các anh chị em mình thấy đây, mặt sau này của em thì cái phần này là nó bị lũa một chút nhá, lũa nhưng mà rất là tuyệt vời luôn. Đã lũa và cái phần gỗ thì rất là dày, thịt gỗ rất là dày. Và trên đây thì được thợ đục thêm đó là cái một cái chiếc lón này, một chiếc lón. Và bên này thì đó là một cái tải đựng kinh thư ấy chị em mình nhá. Và hàng này thì là hàng liền khối hết. Và vân gỗ thì bên em, hàng này bên em là đánh si đấy ạ. Đánh si thì các chị em mình thấy là vân gỗ, màu gỗ để rất là tự nhiên và nhìn nó rất là thật luôn, nhìn như là hàng mộc luôn các chị em mình nhá. Và mặt trước mặt sau đây em quay cho anh chị em nhà mình một vòng để anh chị em nhà mình có thể nhìn rõ nét cái tác phẩm này nhá. Tác phẩm này thì không chỉ là những cái đường nét, những cái chi tiết đục tỉa rất là kỹ càng luôn. Những cái chi tiết đục tỉa rất là kỹ càng. Và em sẽ quay một chút này để anh chị em nhà mình xem này. Đây là một cái phôi gỗ. Nói tiếp thì đến cái phần vôi gỗ thì đây các anh chị em nhà mình thấy đây là những cái mắt lu. Đó, những cái mắt lu anh chị em nhà mình thấy không? Những cái mắt lu này. Một phôi gỗ chắc rất vân thì rất là đẹp luôn. Và còn có cả những cái mắt lu anh chị em nhà mình nhá. Còn có cả những cái mắt lu gỗ rất là tuyệt vời luôn. Đấy ạ. Đây các anh chị em nhìn thấy những cái mắt lu này, mắt lu và những cái đường vân gỗ thì vân đỏ, vân đen đan xen vào nhau nhá. Vân đỏ đen đan xen vào nhau rất là tuyệt vời luôn ạ. Không chỉ là ở dưới mà kể cả nói chung là toàn bộ cái tác phẩm này thì vân gỗ đúng là một cái vân gỗ rất là độc đáo và cực kỳ đẹp luôn. Thỉnh thoảng đan điểm những cái mắt lu này, đan điểm những cái mắt lu rất là giá trị luôn chị em mình nhá. Và anh chị em nào nhà mình mầm đang quan tâm tìm kiếm một cái tác phẩm Đạt Ma Sư Tổ để trưng trong cái không gian nhà mình đấy ạ, thì các anh chị em nhà mình có thể là tham khảo cái sản phẩm này của bên em nhé. Một cái tác phẩm mà đục tỉa dáng thế, gọi là thợ top 1 làng nghề, và trên một cái phôi gỗ chắc rất là đẹp luôn ạ. Trên một cái phôi gỗ chắc rất là đẹp và cực kỳ độc đáo chị em nhà mình nhá. Cực kỳ độc đáo bởi từ những cái đường vân gỗ, chất gỗ thì không thể nào chê được rồi. Và sản phẩm này nếu mà anh chị em nhà mình mà quan tâm thì các anh chị em nhà mình có thể liên hệ qua hai số Zalo của bên em, đó là 0866789910 hoặc 0338528529 nhá. Thì em sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em nhà mình có thể tham khảo thêm một cái tác phẩm Đạt Ma Sư Tổ dáng thế rất là tuyệt vời trên một cái phôi gỗ chắc đỏ đen vô cùng giá trị ạ. Và nếu anh chị em nào nhà mình gần cơ sở thì cũng có thể đến tại cơ sở bên em để thưởng lãm tác phẩm này. Và sau khi xem video, nếu các bác nhà mình thấy tác phẩm này đẹp, thấy video hay thì có thể là ủng hộ cho em xin một nút like này. Và anh chị em nào mình chưa đăng ký thì hãy nhớ đăng ký kênh nhé, để có thể là theo dõi những cái sản phẩm mới nhất của bên em ạ.
Và kết thúc video thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại các chị em mình trong những cái video tiếp theo nhé.